lưu ý nó là vấn đề là cái con tôm này nó phát triển rất là lẹ, như cái cảm quan cảm ứng của nó, mình gọi đèn cái là nó chạy liền à, chứ không phải như con tôm kia mình gọi đèn nó nằm lừ lừ nó không có tin. Con tôm này nó rất là lẹ, với cái nữa là nó kích cỡ nó rất là đồng đều, rồi với cái nữa là mình tỷ lệ sống nó rất là cao. Hai Nhưng mà tháng nó thường là nó vui sai khoảng nhiêu hai anh? tháng thì nó tầm 2 tháng nó thì nó khoảng ba mấy 40 con à, nó Trong cái chuyến công tác về huyện Phú Tân Cà Mau để tận hưởng, Dung Tôm vượt khó cho một số khách hàng đã nuôi tôm thành công do chỗ thạc sĩ Di hướng dẫn, thì Tuấn có gặp chỗ anh Tám Minh, thì đây là một khách hàng quen thuộc đã sử dụng cái suối Gia Quế Y39 cũng như là cái men gây thanh tự nhiên nuôi hiệu quả nhiều vụ liền. Thì thông qua đó thì Tuấn nhờ anh chia sẻ là những cái kinh nghiệm mà anh đã thực hiện thành công để quý bà con mình học hỏi mình nuôi cho hiệu quả. Thì chỗ anh Tám Minh thì ở chỗ xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Cà À, Mau. anh Tám, thì hôm nay nhân cái chuyến công tác về Cà Mau á, đặc biệt là Phú Tân đó, thì em có nghe thạc sĩ Di báo về đó, anh có sử dụng con suối Gia Quế YC39 cũng như sử dụng cái men gây mồi đó, mình nuôi hiệu quả cả năm nay đó. Thì nhân cái chuyến công tác này em có đề xuất công ty ra giống như thưởng động viên mình một thùng men để mình gây mồi mình nuôi hiệu quả hơn nữa. Rồi sau khi chúng ba vụ ba năm đây rồi công ty có chương trình là tặng chỉ vàng bên con chú đó, thì nhân chuyến công tác này thì cũng nhờ chỗ anh Tám đó chia sẻ lại cũng như, như cái về một số cái thông tin mình lưu ý để mình nuôi con chú gia quá cho nó phù hợp với địa phương cũng như cái cách gây mồi đó anh Tám. Thì đầu tiên Tám hỏi lý do nào anh Tám biết được cái công ty Vinatom cũng như là cái chương trình Vô Tâm Việc Khó? Lần đầu tiên anh cũng coi trên mạng đó, anh thấy có tên em nè, thạc sĩ Tuấn á, anh mới gặp được cái số điện thoại, anh điện em thì em cũng điện cho anh Di nè, rồi anh mới điện Di, Di chạy vô anh, thì anh em cũng ngồi tham khảo, cũng có mời anh mấy anh em nãy có anh tôi chào đó, lại nó ngồi rồi cái bắt đầu mới nói qua vấn đề tôm, thì anh cũng nghe cái tôm này anh cũng biết nó cũng lâu rồi nhưng mà anh không có tìm gặp được. Nhưng gặp chỗ Di cái gì nói vậy là anh mới đặt tôm thì anh thả nuôi. Cái men á là trước đây anh không ở đây không có ai bán hết trơn á, thì anh phải mua tận Kiên Giang á, có ông anh ở bên Kiên Giang ông ở thứ bảy á, rồi mượn ông mua dùm 10 gói ông gửi qua, thì anh ủ anh xài thấy là cái mồi nó lên rất là nhiều, nó hay ha, thấy cái con tôm đó mà tôm mình mà nuôi mà có mồi là nó không có bị chết bậy với lại là nó mau lớn á, thì anh mới xài mồi đó hết gần năm rồi đó, xài men đó đó là anh cứ bển mua cứ hết thì bển gửi qua. Sau này anh gặp được Di, Di mới nó hỗ trợ anh cũng như bắt thùng tôm tặng gói men á, thì đợt đó anh thả 40 ngàn, anh thả 4 thùng á, Di nó đưa cho anh, thì ngay cái lô tôm đó thì bị ngay cái mùa anh mới cắt lúa nước nó còn ngọt, mồi thì nó lên dữ lắm rồi nhưng mà tôm thì nó dèo nó cũng hơi chậm lớn, nhưng mà cái giai đoạn sau này bắt đầu nó lớn. Hiện giờ thì kế cái tiếp với cái bầy đó thì anh bán tôm thì nó nghe nó cũng không lớn, nó được khoảng chừng khoảng 22-25 con. Nhưng mà cái bầy sau á là Di đưa qua cho anh là nuôi, thì giờ là anh bắt tôm đó cũng khoảng 3 tháng mấy, gần 4 tháng, nó cũng khoảng 14 con ký. Thì nói chung là nó cũng không có trúng nhiều, năm nay thì con nước cũng kiếm cả khoảng tầm 20-20 mấy triệu à. Nhưng mà mấy con nước này gần đây thì nó hơi trúng nhiều hơn, là tại vì ngay con nước này, con nước gầm này đó là khoảng gần 30 triệu, tại vì tôm anh nó lớn. Như hôm nay hết con nước rồi mà cái tôm anh hiện giờ là nó còn chạy đêm gần 2 triệu, nó cũng cỡ kiếm cũng 200 ngoài triệu rồi, tại vì là anh bắt nó cũng còn cái hiện giờ cái lô tôm trong bắt anh là nó còn 3 cái thế hệ tôm, tức là có một lô gần đây Di đưa qua anh 2 thùng đó là anh nuôi bây giờ nó tầm khoảng 20-30 con, còn lô khoảng cỡ 22 con, lô đang bắt giờ khoảng 14-15 con, tức là mình bắt 200 ngoài mình giờ mình vẫn còn 3 lô, còn 3 lô hiện giờ cái lô đó thì nếu bắt hết thì cũng kiếm 100 ngoài triệu được đó. Thấy cũng nhiều lắm, tại vì anh đi bằng đêm anh gọi đèn chán là thấy còn nhiều lắm. Và anh sử dụng vậy anh thấy cũng 3-4 đợt rồi đó, anh đánh giá con xuống xi nó có phù hợp địa phương mình không? Nó rất là phù hợp. Và mình nuôi nó mình lưu ý vấn đề gì? Lưu ý nó là vấn đề là cái con tôm này nó phát triển rất là lẹ, như cái cảm quan cảm ứng của nó, mình gọi đèn cái là nó chạy liền à, chứ không phải như con tôm kia mình gọi đèn nó nằm lừ lừ nó không có tin. Con tôm này nó rất là lẹ, với cái nữa là nó kích cỡ nó rất là đồng đều. Rồi với cái nữa là mình tỷ lệ sống nó rất là cao. Hai tháng nó thường là nó vui sai khoảng nhiêu? Hai tháng thì nó tầm 2 tháng nó thì nó khoảng 30-40 con à, nó 40 con lớn đó, nó chưa 30 con nó chưa nổi nhưng tầm khoảng 35-37 con được. Đó là trung bình ha. Trung bình đó. Còn đi mà bây giờ anh đâu không có bắt có tôm nhỏ nó, thành ra mình thấy nó mình cũng không quan tâm nữa. Khi nó chạy vô con tôm mình 10 mấy con ký mà thấy con đó mình tưởng như con tôm giạt nhưng thật ra 30 mấy con kia. Rồi khi mà mình
nuôi vậy đó. Hồi nãy anh có chia sẻ là em thấy là anh xài cái men SDC mà trước đó nữa có 5 lần. Ừ. Rồi anh đánh giá cái men đó như thế nào? Cái men này nói chung anh nuôi tôm nè cũng phải xài nhiều thứ men lắm. Bởi vì anh nuôi tôm công nghiệp năm nay mười mấy năm mà. Nhưng mà cái những cái thứ men mà trong cái ao nuôi tôm công nghiệp đem ra áp dụng cho vuông mình là nó không thành công. Nhưng mà nó rất là nhiều tiền. Nhưng mà còn cái men này á, là miếng vuông anh 60 công anh ủ một lần 5 gói. Đó, 5 gói như vậy là anh ủ trong cái bơ á, một khối á. Anh ủ xong rồi cái động anh sang ra một cái bơ nữa, cắt ra làm hai anh ủ thêm, bị gì mình nếu mình vánh liên tục 3 ngày thì nó dư quá. Cắt ra làm hai mình thêm mực đường nữa anh ủ là nó thành hai khối, vậy là cứ nửa tháng anh xả xuống một bơ đó là khối đó. Là nó còn mồi nó lên rất là lẹ, với lại là cái nguồn mồi của mình nó có sẵn á, nó không có bị mất. Không bị mất gốc thôi. Dạ, nhưng mà có một cái nữa là lưu ý cái này bà con nếu có thả tôm mình nên bắt con tôm dù cho cái mực cái độ mặn nó cao thấp cỡ nào, nó cỡ nào mình cũng phải đem giùm thừng mình chạy oxy nó một cái. Cho nó tỉnh con tôm lại. Khi mình thả là không có bị là nó con tôm nó không bị yếu, nó xuống nó chậm đi rồi có khi là con cá nó ăn được con tôm. Thành ra anh thả anh thấy nó đạt cái như vậy. Rồi cái màu nước như cái đáy ao anh thấy sạch không? Rất là sạch. Hiện giờ nước anh trên chảng là nhìn xuống là thấy mặt chảng luôn. Chứ kinh là thì nó không trong. Đặt lúa có khi cả nửa tháng anh không dỡ lên, nó không có nóng gồng, không có bị dơ cái lúa. Nó nhưng, khác biệt. Rồi cái trước đây nếu mà mình không xài là nó có khác biệt. Khác biệt á, chứ hồi đó cái lúa đặt cỡ nửa tháng kéo lên đâu nổi. Trời ơi nó đóng gông rồi, cái gì nó dày u luôn, như giặt luôn, mấy đem máy xịt xịt chứ giờ không có. Anh đặt cỡ nửa tháng mà con nước gì là anh kéo lên anh bỏ đó rồi tới rồi đi đặt rồi xách đi đặt nữa thôi, nó không có dơ. Còn những bà con á là nếu mà không áp dụng theo quy trình này anh thấy là không có thành công. Ví dụ như cái đầu tiên là thả nó cũng lớn lẹ nhưng mà 40 con ký thì bắt đầu nó đi rồi. Ừ, 43 mấy 40 con nó đi, nó nghe nó không chết nhưng mà bị không có mồi ăn thì buộc phải lội đi chạy vô lúa để bắt hết, đâu có tôm lớn được. Ừ. Mà cái tỷ lệ thành công xung quanh đó là có bị chết sớm hay bị nói chung cái giống này là anh em thả thì nó không có bị chết gãy gác chết sớm đó. Nhưng mà cái tỷ lệ tôm lớn thì nó không có. Tại vì người ta không có xài men, không có đủ mồi, thành ra buộc nó phải đi thôi. Ừ. Rồi như cho anh hỏi là cái cơ duyên nào biết được chỗ anh Tám? Dạ thật ra thì cái chỗ anh Tám á thì anh cũng gọi cho em như là chỗ anh Tám dù như cần hỗ trợ gì đó đầu cái em mới liên hệ xuống thì em mới hẹn Tám cái ngày đó em xuống đó. Nhưng mà khi mà xuống thì em cũng rất là bỡ ngỡ nữa, bởi vì chỉ hẹn có anh Tám không à, mà xuống đó là anh Tám đã mời bà con ở đó cũng cả 10 người anh Tám. Cả 10 người đó. Đó thì vô thì em cũng chia sẻ cho chỗ anh Tám với bà con những cái dòng men, những cái kinh nghiệm mà của em đó để cho bà con mình áp dụng. Thì lúc đó bà con cũng rất là hăng hái làm, gỡ đầu cái cũng lấy men làm theo, rồi chỗ anh Tám cũng đặt tôm như là gom lại đặt chung vậy đó. Rồi lúc đó em mới đặt tôm về để anh Tám thả. Anh Tám biết không, một cái vấn đề quan trọng á là thực sự á em đi làm rất là nhiều clip bà con coi thấy thành công á, là nhưng mà thực chất mà nói á, ngoài cái con giống ra rồi cái thuốc men ra rồi cái con người mình phải chịu làm, đặc biệt là phải có cái kỹ thuật hỗ trợ khi mà mình gặp phải cái khó khăn gì đó, nhiều khi mình xử lý không đúng á thì nó ảnh hưởng nguyên bì tôm luôn. Đúng thì rồi. Anh Tám thấy mà Di hỗ trợ có bà con có nhiệt tình không? Rất là nhiệt tình á. Nói chung thì đâu có phí gì đâu, anh đã gọi Di là Di chạy vô, nhưng mà vô có nhiều khi anh thấy anh em đi mà ra ngoài đồng người cũng thấy cực khổ. Nó thôi ở nhà đi anh đi, mình anh đi lên chảnh chút xíu anh về, nó không anh cho em đi tới trong cái ao dèo hai anh em xúc tôm đồ coi. Lúc đó mình thả được khoảng chừng 10 ngày mà nó cũng dài à, xúc thấy cũng đạt, tỷ lệ sống nó cũng cao lắm, vì nó này ngon này cỡ 2 tháng là nó cũng tầm hai mấy ba mấy 40 con được đó anh. Thì nói chung cái lô tôm đó thì nó cũng lớn lẹ, nhưng mà vì do cái điều kiện là lúc đó cái mùa mà độ mặn nó thấp mới cắt lúa thì anh bắt nó nghe nó cũng hai mấy con chứ nó không có được tôm lớn, nhưng mà kế tiếp cái lô sau là nó rất là lớn. Nói chung là chỗ anh Di, em Di này nó cũng nhiệt tình với anh lắm, tại vì anh gọi là tới liền. Nãy em có nghe chú anh Tư nói đó, cái thả ít gì si khó khăn có gì khó khăn rồi chỉ Di lo gặp trò thật chỉ Di bởi vậy là mai mốt là ví dụ có khó khăn gì đó là anh cứ gọi để mình hỗ trợ để kịp thời xử lý cho bà con, để cho bà con giảm thiểu cái rủi ro mình nuôi nó đã hiệu quả cao hơn nữa. Thì hôm nay thì nhân cái chuyến công tác này cũng như là rất là cảm ơn chú anh Tám đã tin tưởng cũng rất là lâu rồi, rồi ủng hộ và sử dụng và chia sẻ cho nhiều bà con thành công giống như mình. Thì em xin đại diện công ty đó thưởng cho anh Tám một thùng men giống như là để tạo cái động lực như cái tinh thần để cho mình
nuôi tôm càng hiệu quả hơn nữa. Thì chúc anh Tám sức khỏe ha. Nuôi tôm càng hiệu quả thành công. Thì Di là cố gắng hỗ trợ cho anh Tám cũng như những bà con ở xung quanh, đặc biệt là huyện Phú Tân, cho nó thành công hơn nữa. Đó là cái ước muốn của công ty, cho mọi người cùng thành công đó. Anh cảm ơn, xin cảm ơn công ty và cảm ơn thạc sĩ Di có đã đến tận tình chia sẻ công việc với anh. Rồi, cảm ơn Tám nha.